bạn đang đến với kênh tin tức của Sao. Và sau đây là bản tin Ngô Kỳ Long tình tứ xuất hiện cùng Lưu Thi Thi sau loạt lùm xùm với vợ cũ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong một tuần sau hôn lễ, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long xuất hiện ở sân bay, nắm tay tình tứ về Bắc Kinh. Cặp vợ chồng tỏ ra thân mật, Ngô Kỳ Long ngọt ngào xách vali, sắp xếp đồ giúp vợ. Đứng trước một loạt tin đồn lùm xùm với vợ cũ Mã Nhã Thư, Ngô Kỳ Long vẫn giữ im lặng và hạnh phúc bên Lưu Thi Thi. Hôn lễ diễn ra không được bao lâu, nhưng Ngô Kỳ Long đã vướng phải vụ lùm xùm với vợ cũ. Vì thủ tục pháp lý tại Đài Loan khá lằng nhằng và rắc rối, Ngô Kỳ Long và vợ cũ Mã Nhã Thư vẫn chưa hoàn thành xong thủ tục kết hôn. Sau đó khi kết hôn cùng Lưu Thi Thi, nam diễn viên vẫn gặp những rắc rối về thủ tục này. Để giải quyết, anh và vợ cũ lại phải đăng ký và ly hôn lại. Ngoài ra, quá khứ cực khổ của anh và vợ cũ cũng được lật lại. Được biết, Mã Nhã Thư đã tự bỏ tiền túi ra mua nhẫn cưới cho cuộc hôn nhân của cô và Ngô Kỳ Long. Thậm chí ảnh cưới cũng chỉ là bức ảnh chụp vội ven đường. Nhiều người cảm thấy tiếc thương cho Mã Nhã Thư và mong cả hai người đều hạnh phúc bên người mới dù đã chia hai ngã đường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.